Chào các bạn, mình là Khang. Hôm nay mình sẽ giới thiệu sản phẩm máy chấm công Ronosec RG1002. Máy chấm công Ronosec RG1002 có bộ lưu trữ 1002 dấu vân tay, 1002 thẻ cảm ứng từ. Ngoài ra, máy chấm công Ronosec RG1002 sẽ có pin lưu trữ từ 4 đến 6 tiếng, lượt check-in check-out lên đến 88.000 lần. Máy chấm công Ronosec RG1002 sẽ có những phụ kiện đi kèm như sau: 1. Bộ nguồn. 2. Thẻ cảm ứng từ. Hiện nay, máy chấm công Ronosec được phân phối bởi công ty Logicbuy. Tất cả các máy chấm công Ronosec phía sau thân máy sẽ có tem thiết có chữ Ronosec màu đỏ với đầy đủ thông số kỹ thuật và sản xuất từ Malaysia. Chế độ bảo hành của máy chấm công Ronosec hiện nay là 18 tháng cho thân máy, một đổi một trong vòng 1 tháng lỗi do nhà sản xuất. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập vào website ronosec.net.vn. Xin cảm ơn.